Yeah, thưa quý vị uh, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong uh, thi thiền thứ tư câu uh, số năm uh, cảm ơn Chúa chúng ta đã lần lượt mỗi ngày chúng ta có một câu để chúng ta suy gẫm ngày hôm nay trong câu uh, thứ năm của thi thiền thứ tư uh, chép như thế này hãy dâng sự công bình làm tế lễ và đặt lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. À, thưa quý vị, như ngày hôm qua mình à, mình suy gẫm với nhau, sau khi David kêu gọi những người à, chống đối ông à, và mọi người tra xét lại chính mình khi nằm trên giường để nhận biết rõ công việc của mình và những gì mình đã làm ở trong cuộc sống hàng ngày để hiểu rõ được sự đoán phạt của Chúa như thế nào đối với tất cả những hành động tội lỗi của mình. Hầu có thể mềm mại hạ lòng xuống ăn năn và trở lại với Chúa. Ngày hôm nay trong câu kinh thánh này, ông David ông kêu gọi uh, dân uh, cái nếp sống công chính làm của lễ uh, cho Chúa và đặt lòng tin uh, cậy nơi Ngài nguyên nhân David ổng kêu gọi à, những người chống đối ông à, kêu gọi tất cả mọi người à, dân của lễ công chính cho Chúa à, và đặt lòng tin cậy nơi Ngài là bởi vì ông nhìn thấy được những gì Absalom và những người theo ông đang làm và họ đang tạo dựng nên một vở kịch rất là quỷ quyệt để hại à, chính cha của mình là là David ở trong Samuel thứ nhì đoạn 15 câu 12 chép như thế này. Đương lúc Absalom dân của lễ bèn sai mời Ahitophe là mưu sĩ của David ở Gilo là bổn thành của người. Sự phản nghịch trở nên mạnh mẽ và đoàn dân đi theo Absalom càng ngày càng đông. À, thưa quý vị, hơn ai hết David biết rõ chuyện này. David biết việc của Absalom dân của lễ uh, cho chúa trước mặt dân sự trước mặt thầy tế lễ những thầy tế lễ và quân thần ở trong triều đình lúc bấy giờ như thế nào David biết cái của lễ đó là một của lễ như thế nào và thậm chí thưa quý vị những người dân của lễ này họ cũng biết chính xác họ đang dân cho chúa một của lễ như thế nào Họ dâng cho Chúa một cổ lễ bất chính Họ dâng cho Chúa một cổ lễ tồi tệ như thế nào Họ biết rất rõ điều đó Và David biết rất rõ điều đó Cho nên ông David ông kêu gọi là gì Hãy dâng sự công chính làm của lễ Và đặt lòng tin cậy nơi Đức giê hô va Và thưa quý vị Cái điều cái lời kêu gọi này cho chúng ta thấy điều gì Và nhìn thẳng vào thực tế hiện tại của hội thánh chung Cho chúng ta thấy điều gì Hội thánh chung con dân chúa chung khắp nơi chúng ta thấy điều gì? Hội thánh có đang bị những thành phần này lừa dối không? Đánh lừa không? Dân ngoại bang không có vào trong hội thánh Không có vào giữa vòng dân sự của Chúa Để đánh lừa cái chuyện này Nhưng cái thành phần lãnh đạo Thành phần tế lễ Thành phần mưu quân sư đó, Quân sư đã đang đóng một bà Một vở kịch rất tâm linh rất thuộc linh dân của lễ trong đền thờ của Chúa dân của lễ cho Chúa họ đang làm một vở kịch dựng một vở kịch đóng một vở kịch rất tâm linh để lừa dối dân sự của Chúa hầu đạt được những cái mục tiêu xác thịt của mình và quý vị nhìn thấy điều đó rất rõ qua Absalom qua những người thành phần lãnh đạo thầy tế lễ cũng như thành phần mưu uh, quân sư của thậm chí của David luôn nữa mình thấy điều đó rất rõ. Thưa quý vị, không những thế mà cái điểm rất là xót xa ở chỗ là gì? Dân sự của Chúa cũng không nhận diện ra. Họ không nhạy bén đủ để không để nhận diện ra đây là những gì là bất chính. Của lẽ không xứng đáng. Đây là một sự lương gạt giữa dân sự của Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa David nhìn thấy điều đó. David nhìn thấy điều đó và David kêu gọi hãy dâng sự công chính làm của lễ và tin cậy nơi chúa cái điểm đáng buồn là gì cái điểm đáng buồn là số người theo Absalom càng ngày càng đông số người bị lương gạt càng ngày càng đông số người bị những, những cái phương diện hay là những cái cách thờ phượng thuộc linh những cái của những cái à, của lễ mà được dâng lên như là những của lễ thuộc linh đó đang bị đánh lừa đánh lừa đến nỗi họ đi theo rất đông thưa quý vị nhìn vào chỗ này tôi nhìn thấy được một cái sự nguy hiểm sự nguy hiểm cho một đất nước nguy hiểm cho một hội thánh nguy hiểm cho một cộng đồng nguy hiểm cho một gia đình khi chúng ta không còn đặt lòng tin cậy của mình nơi chúa nữa nhưng chúng ta đặt lòng tin cậy của mình nơi quyền lực không còn đặt lòng tin cậy của mình nơi Đức Jehovah nữa mà đặt lòng tin cậy vào chính mình, đặt lòng tin cậy vào quyền thế, đặt lòng tin cậy vào địa vị và chính con người chúng ta và thưa quý vị cái kết quả của lòng tin cậy đó chắc chắn chúng ta sẽ có một của lễ bất chính dâng lên cho Chúa và đây là cái mà mình cần phải được cảnh tỉnh đây là cái là hội thánh của Chúa Hiện tại cần phải được cảnh tỉnh Quý vị và tôi cần phải được cảnh tỉnh Để chúng ta nhận biết được Chúng ta đang dân cho Chúa Một của lễ như thế nào Đối với một mục sư Chúng ta phải tôi hiểu được điều này Và luôn sợ điều này Và luôn cẩn trọng điều này Và quý vị cầu nguyện cho các đầy tớ của Chúa Trong đó và tôi Để chúng ta không trở nên những đối tượng Đánh lừa dân sự của Chúa Bằng những phương tiện tâm linh, thuộc linh ở trong hội thánh của Chúa. Thưa quý vị, lời kêu gọi của David cho chúng ta ngày hôm nay là gì? Đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Đó là điểm mà chúng ta cần phải có. Đặt lòng tin cậy nơi Chúa chứ không tin cậy vào con người, không tin cậy quyền thế, không tin cậy vào tiền bạc, không tin cậy vào địa vị, không tin cậy vào những người chung quanh chúng ta cần có những lòng tin đó nhưng cái điểm quan trọng là hãy đặt lòng tin của mình nơi chúa để làm gì để chúng ta mới có một của lễ công bình công chính mà dâng cho chúa trong mỗi cái sinh hoạt hàng ngày của mình từ lời nói cho đến việc làm cho nên dừng lại ngày hôm nay để chúng ta tôi kêu gọi tất cả quý vị chúng ta dừng lại một chút để chúng ta dâng một lời cầu nguyện ngắn lên cho Chúa ngày hôm nay như sau. Xin Chúa tha thứ cho mẹ, tha thứ cho con, tha thứ cho gia đình con, tha thứ cho đất nước con, tha thứ cho hội thánh con, tha thứ cho dân tộc con, tha thứ cho dân sự của Chúa. Để Chúng con thật sự đặt lòng tin cậy nơi Chúa, hầu chúng con có được một của lễ công chính mà dâng lên cho Ngài. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ đến với quý vị ngày hôm nay để chúng ta có một của lễ đẹp lòng Chúa dâng cho Chúa trong suốt ngày hôm nay. Amen.